Hôm nay mà đi tàu điện ra ngoại ô của nước Anh, trên đường đến đảo Cambridge mà đi bằng tàu điện, nên là quay cái cảnh hai bên bên đường. Các bạn cứ nghe là tàu điện đi rất là êm, không không một cái tiếng gì hết. Tàu lửa các bạn, tàu lửa ở đây thực sự là tàu lửa. Ở bên các bạn thấy cần chỉ có là cái hệ thống tàu lửa của người ta, rất rất là nhiều tàu. Và đây là cái cảnh bắt đầu đi ra ngoài ngoại ô của nước Anh. Và từ đây đến đảo Cambridge khoảng 40 phút nữa mới tới đảo đảo Cambridge. Từ nơi mình ở, mình di chuyển bằng tàu điện qua các cái chặng rồi để tới đảo Cambridge. Một số cảnh để các bạn hình dung cái cảnh vùng quê của nước Anh. Thời điểm chạy vận tốc rất là nhanh. Hôm nay là ngày nắng rất là đẹp. Hôm qua là một ngày sương mù, trời mưa. Là đang vào học. Hôm nay thì nắng rồi. Vâng, và mình sẽ quay bạn những cái đoạn khác để bạn hình dung những cái cảnh của nước Anh. Tàu điện đi nhanh quá nên các bạn chắc cũng có lẽ rất khó thấy và rất khó hình dung. Những cái cánh đồng cây rất là đẹp. Đồng cây rất là đẹp. Cây đẹp vô cùng. Chào các bạn, mình đang ở Đại học Cambridge của Anh Quốc. Đây là trường đại học rất là nổi tiếng, và hồi giờ mình nghe rất là nhiều, nhưng mà bây giờ mình mới đặt chân đến đây. Thì bất ngờ nó là một cái thành phố, gọi là một đại học, nhưng mà nó luôn là một cái khu đó rất là rộng lớn, nó không phải là những cái khuôn viên nó như mình. Nó đi dọc cả những cái con đường lớn vậy đó. Nó như một cái gọi là một cái thành phố về đại học đi, nói vậy thì nó chính xác hơn. Thì mình sẽ cho các bạn chứng kiến những cái điều sau. Các bạn nhìn bên đường nè, các bạn thấy không ạ? Liên tục những cái tòa nhà đó, những cái tòa nhà, các bạn thấy cái bảng hiệu ạ, về Cambridge đó. Liên tục những cái tòa nhà, nó cả một cái khu phố vậy đó. Rộng lắm các bạn, rộng mênh mông. Mình đi bộ hồi nãy giờ mình đi bộ mấy tiếng đồng hồ
để mình xác định xem là bây giờ bắt đầu mình mới bắt đầu mình quay à, cái bạn không à, nó rất là rộng lớn thì mình được biết là ông thủ tướng Lý Quang Diệu, người mà khai sinh ra đất nước Singapore, ổng chọn ở đây ổng học. Thực sự là Cambridge nó không phải ở London các bạn, từ London mình đến đây các bạn đó các sinh viên này chở sinh viên đi học học Cambridge. Thì thực sự là từ London mình đến đây là mình mất mình đi ngay trung tâm đô mà đi đây là mình phải mất mình đi tàu lửa mà nó chạy tốc độ 100 cây số hơn 100 cây số bây giờ mà mất khoảng 5 phút thì từ London á đúng ở London đến đây á khoảng cả 100 cây hơn thì mới đến được đây, mới nằm rất là cách xa London và một cái thành phố nó rất là nên thơ, rất là đẹp và vô cùng đẳng cấp. Và mình hiểu vì sao khi học ở đây và khi về nước thì ổng làm thủ tướng, ổng kết nối được với các quốc gia như Anh, Mỹ và sau này ổng cho đội ngũ làm lãnh đạo và kể cả bây giờ cũng vậy của đất nước Singapore đi học ở đây. Và do sống và làm việc ở đây nên là các bạn thấy cái ngay từ nhỏ ông ta đã được cài đặt vào mindset tư duy tất cả mọi thứ là đều bài bản, nên là cái trường đại học quốc gia Singapore rồi mình cũng có ghé vào, nó cũng như là một cái thành phố. Và khi mình đến đây thì mình mới hiểu được là tại sao nó là như vậy, tại sao cách đây mấy mươi năm trước mà ông Lý Quang Diệu ông có một cái tầm nhìn nó như vậy. Khi mà mình qua đại học Cambridge thì mình hiểu được là các bạn thấy toàn bộ là tại do ánh nắng, các bạn thấy đằng sau cái nhà ánh nắng là toàn bộ là của đất Nam biết các bạn, cả một khu phố có đó là mình đi bộ mấy tiếng đồng ở trong này, cả một khu phố rất là rộng lớn và mình mới hiểu là tại sao ông ta đã lập những cái trường dành đất để NUS đó, học của ông nó rất là rộng lớn, cũng như là sau này là ở Singapore có những cái trường đại học như Nanyang đó, rất là nhiều trường đại học to và bự. Nó thể hiện cái tầm nhìn rộng lớn và cũng biết rằng là phải đầu tư vào giáo dục, phát triển giáo dục thì đất nước nó phát triển được. Mình rất vui là dù tới London rất là bận rộn, cho nhiều lịch trình khác nhau, tuy nhiên ngày hôm nay mình cũng bỏ ra được một ngày để mình quyết tâm mình đến đây. Giờ này là đang là 3 giờ chiều ở tại Cambridge rồi, mà bây giờ sau khi mình quay xong thì mình cũng tranh thủ tàu điện và xe lửa chứ, xe lửa tàu lửa để mình về Mơ Long, toàn bộ cái khu xa rất là xa như đó, xa đó toàn là của đảo Cambridge hết. Nó như là một cái thành phố mình đi cũng chỉ mới là 1/3 thôi. Sau khi điểm tin cho các bạn biết cái khung cảnh ở đây thì mình cũng phải ra tàu điện để mình về London, tại vì mất cả tiếng đồng hồ. Rồi luôn mà mình lại đi về nhà mình nữa, thêm khoảng một tiếng hồ, khoảng nói chung để đi đến từ cái chỗ mình ở và đến đây mình phải mất khoảng 2.5 tiếng đến 3 tiếng đó. Đó là điểm tin cho các bạn. Rồi xong là mình cũng đi về lại London và hy vọng trong những ngày tới mình có thể đến thành phố Manchester, nơi câu lạc bộ Manchester City, Manchester United và Manchester City, những câu lạc bộ rất là hùng mạnh, để view cho các bạn thấy những cái ở đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình sẽ cùng các bạn đọc tiếp theo, rồi là một số cảnh mình cũng được.
cái thành phố đại học Cambridge nó rộng lớn và mênh mông như thế nào. Đến đây và các bạn cũng như mình đến được cái thành phố này, hy vọng là các bạn sẽ có những cái con cái